Sáng nay, trường Trung học phổ thông Phùng Hưng, huyện Khoái Châu tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 23 năm xây dựng và phát triển. Ngày 13 tháng 9 năm 2001, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 32 về việc thành lập trường Trung học phổ thông dân lập Khoái Châu. Đây là trường Trung học phổ thông ngoài công lập thứ tư của tỉnh. Ngày 11 tháng 8 năm 2008, trường được đổi tên thành trường Trung học phổ thông Phùng Hưng. Từ 3 lớp học ban đầu đến nay, trường đã có 32 phòng học, phòng bộ môn phục vụ học tập cho 19 lớp với gần 800 học sinh. 100% phòng học được trang bị máy chiếu, quạt điện, điều hòa và nhiều trang thiết bị hiện đại. Đến nay, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm trung bình đạt trên 98%. Từ khi thành lập đến nay, có hơn 6.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, nhiều học sinh thành đạt và đóng góp công sức xây dựng quê hương. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của trường, ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định công nhận trường Trung học phổ thông Phùng Hưng đạt chuẩn quốc gia.